Xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với môn học Ngữ văn 9 và Hôm nay cô trò chúng ta sẽ đến một chuyên đề mới, đó chính là chuyên đề về văn tự sự và văn thuyết minh. Như chúng ta đã biết rằng thì đối với văn tự sự thì chúng ta đã được học ở các lớp dưới rồi, đặc biệt là ở lớp tiểu học thì chúng ta đã làm quen với những câu chuyện này. Nên lớp 6 thì chúng ta cũng đã được kể chuyện về đời thường, kể chuyện về văn học làm quen rất là nhiều. Về đối với văn tự sự, thứ hai là đối với văn thuyết minh thì đến lớp 8 các bạn mới được làm quen đối với văn thuyết minh đúng không? Và đó cũng chính là thể loại mà rất là mới mẻ đối với các bạn lớp lớp 8 nhưng mà không vì thế nó có khó khăn đối với các bạn lớp 8 không? Chính xác nó không hề khó khăn đối với các bạn. Mà ở đây đối với văn thuyết minh thì đó là gì? Cô cho chúng ta sẽ đi ôn tập lại ngay nhá. Trong tiết học ngày hôm nay sẽ ôn tập trước hết về văn thuyết minh. Các bạn hãy cùng quan sát lên trên bảng. Đối với văn thuyết minh, chưa hết thì cô cho chúng ta sẽ đi tìm hiểu về định nghĩa thế nào là văn bản thuyết minh. Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng này trong mọi lĩnh vực đời sống, nhằm cung cấp những gì các em? Nhằm cung cấp về tri thức để về đặc điểm, về tính chất, về nguyên nhân của các sự vật hiện tượng và sự vật tự nhiên xã hội cho con người bằng phương thức trình bày này giới thiệu và cuối cùng là giải thích như vậy văn bản thuyết minh có thông dụng không rất là thông dụng và mục đích chính là nhằm để cung cấp tri thức cho mọi người các bạn hãy quan sát lên trên bảng đối với văn thuyết minh để làm tốt được một bài văn thuyết minh thì chúng ta cần nắm được những yếu tố nào trước hết thì chúng ta cần phải nắm chắc cho cô về đối tượng muốn trình bày về một văn bản thuyết minh thì phải hiểu rõ đối tượng đó là gì đối tượng đó là ai cái thứ hai là muốn làm tốt một bài văn thuyết minh thì chúng ta cần phải hiểu hiểu thật rõ về đối tượng mà chúng ta cần thuyết minh và cái thứ ba là à, muốn bài văn thuyết minh thì được à, muốn bài văn thuyết minh của mình trở nên hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn thì chúng ta cũng sử dụng một số biện pháp tu từ. Và một số biện pháp tu từ này thì có chức năng là gì nhỉ? Để bài văn thuyết minh được hấp dẫn thêm thôi. Chứ nó không phải là cái nội dung chính mà thường thì chúng ta sẽ sử dụng những cái từ ngữ tường minh để có thể lột tả được cái đối tượng của mình được đề cập, được nói tới và đối với biện pháp tu từ này thì nó chỉ phục vụ thôi. Còn đối với... Um, các văn bản nghệ thuật thì các biện pháp tu từ, từ mới là cái mục đích chính đúng không đối với văn thuyết minh thì có cách làm như thế nào thì tương tự cũng có phần mở bài thân bài và kết bài nó mới tạo nên một bài văn hoàn chỉnh có bố cục có kết cấu chặt chẽ trước hết là đối với bước 1 thì chúng ta cần phải xác định cho cô đối tượng thuyết minh chúng ta nắm chắc được cho cô đối tượng rồi thì chúng ta mới làm được những cái bác, bước tiếp theo. Đầu tiên là chúng ta phải xác định đối tượng này. Bước 1 là có các ý sau, xác định đối tượng. Thứ hai là siêu tầm, ghi và lựa chọn các tư liệu cho bài viết. Có nghĩa là gì? Tìm kiếm thông tin về đối tượng của mình. Đó. À, cô có thể nói rõ bước 1 nắm chắc cho cô về vấn đề này nhé là tìm đối tượng này có nghĩa là đối tượng là gì đối tượng đó là gì ở đây đối tượng đó có thể là là người này đối tượng đó có thể là vật đối tượng đó có thể là cảnh vân 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 tiếp theo nào ở đây các bạn phải uh, chỉ tìm rõ đối tượng nhé đặc biệt là tên phải viết được tên cụ thể Đúng không đối tượng về về người với về, về vật về cảnh về vật ví dụ như là gì chiếc nón lá các bạn đã được uh, uh, thuyết minh rất nhiều hoặc là giới thiệu vì gì nhá? con vật ví dụ như là con trâu con vật đi có thể là uh, con trâu này đối với người thì có thể là một số tác giả cụ thể như là uh, tác giả chính hữu chẳng hạn hoặc là hồ chí minh vân vân về vật đồ vật ví dụ như là chiếc uh, nón lá về cảnh thì sao có thể là một cảnh đẹp nào đó ví dụ như là uh, vịnh hạ long hạ long bay đó có nghĩa là chúng ta phải chỉ được tên cụ thể cho cô đó chính là cái đối tượng của mình đấy là về thứ nhất, ý thứ nhất, ý thứ hai là các bạn phải lựa chọn à sưu tầm, cô xin lỗi, sưu tầm và ghi chép. Có nghĩa là à tìm kiếm mọi thông tin về đối tượng và chúng ta có thể tìm kiếm ở đâu? Rất là nhiều, ví dụ như là tìm kiếm trong sách giáo khoa, chính thống này, tìm kiếm ở trên các trang mạng xã hội. Tìm kiếm ở đâu nữa? À, tìm kiếm qua báo chí. Hoặc là à, nghe những cái thông tin của những người người lớn cung cấp hoặc là người có chuyên môn cung cấp cho mình vân 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 vân. Chúng ta có thể rất là tìm kiếm ở nhiều những kênh khác nhau. Và cái ý tiếp theo ở đây là lựa chọn về phương pháp thuyết minh. Lựa chọn phương pháp thuyết minh. sao cho nó phù hợp sử dụng ngôn ngữ cần phải chính xác này à, để hiểu về dễ hiểu để thuyết minh là làm nổi bật các đặc điểm cơ bản của đối tượng đầu tiên nếu mà muốn à, sử dụng các biện pháp tu từ ấy thì các bạn phải làm cho cô về những cái rõ những cái nét cơ bản nhất và những cái nét cơ bản nhất thì chúng ta sử dụng những cái ngôn ngữ mà dễ hiểu nhất thôi không nên sử dụng các biện pháp tu từ nhiều mà sử dụng các biện pháp tu từ để có cái mục đích để làm cho cái bài văn trở nên hấp dẫn hơn thôi và sử dụng không quá nhiều sử dụng không quá dày đặc mà ở đây để dễ hiểu nhất thì chúng ta vẫn sử dụng những cái từ ngữ chính xác đó à, là thuyết minh, nó là giới thiệu để cho người khác có thể hiểu được và khi mà chúng ta sử dụng các à, biện pháp tu từ mà ẩn chứa quá nhiều cái ý nghĩa trong đấy thì mỗi người hiểu theo những ý khác nhau đấy là điều không nên tránh sử dụng mà ở đây giới thiệu để ai cũng có thể hiểu được từ nông dân từ những người trí thức đều có thể hiểu được đúng không? Bước thứ ba à bước thứ hai bước thứ hai ở đây là à, lập dàn ý lập dàn ý chi tiết khi mà chúng ta đã tìm được đối tượng này tìm được những cái thông tin về đối tượng à, lựa chọn được cái phương pháp thuyết minh sử dụng cái ngôn ngữ như thế nào thì chúng ta sẽ đến với lập dàn ý lập dàn ý như cô đã nói rồi thì vẫn có mở bài thân bài và kết bài một điều thông thường chúng ta sẽ bước sang bước thứ ba sau khi mà chúng ta đã lập dàn ý rồi à, đã có một cái sườn đầy đủ có một cái sườn chi tiết rồi thì chúng ta tới bước thứ ba đó chính là viết hoàn chỉnh viết hoàn chỉnh thành một bài văn cụ thể như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách làm một bài văn thuyết minh rồi. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi cụ thể hơn để có thể lập dàn ý về một đề thuyết minh cụ thể nhé. Ở đây thì uh, cô sẽ lựa chọn về đối tượng thuyết minh rất là nhiều nhưng mà cô lựa chọn là đối tượng đó chính là về món ăn truyền thống đi, một thực phẩm đi. Uh, nói tới tới từ món ăn truyền thống của Việt Nam thì chúng ta có thể kể rất là nhiều. Ví dụ như là à, nem này. Món phở này, rồi bánh trưng Đúng không? Và một trong số đó Thì cô sẽ chọn món nem Ngày Tết nhá, Tết cổ truyền Trong mâm cúng tổ tiên ông bà chúng ta Thì không thể thiếu được món nem Nào, Bây giờ cô cho chúng ta sẽ đi Thuyết minh về món nem Cô cho chúng ta sẽ đến với à, Lập dần ý nhá Thuyết minh về món ăn truyền thống Và đây cô đặt tên là món nem Việt Trước hết thì cô cho chúng ta sẽ đi lập dàn ý này đối tượng của chúng ta biết chưa nhỉ à đối tượng của chúng ta là món món nem món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam đặc biệt là trong những ngày lễ Tết hoặc là ngày lễ Tết cổ truyền trong mâm thức ăn của chúng ta sẽ không thể nào thiếu được món nem và khi chúng ta tìm hiểu về đối tượng ở đây thì rất là dễ rồi chúng ta có thể hỏi những ai nhỉ à ví dụ như là hỏi những người chị này người mẹ của chúng ta những người khéo léo làm ra được cái món món nem món ăn truyền thống của dân tộc bây giờ trước hết là phần giản ý đối với phần mở bài mở bài thì các bạn làm nhiệm vụ gì à, giới thiệu được đối tượng à, có nghĩa là phải nêu được tên đối tượng ở đây là gì? À, món nem Đúng chưa? Chúng ta đến với thần thân bài Thân bài làm nhiệm vụ gì các em? À, trước hết là chúng ta phải đi tìm hiểu về nguồn gốc Đó. Nguồn gốc ở đây là có rất là nhiều nguồn gốc về đối với món nem, có người nói là nguồn gốc bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng có người nói thì lại bắt nguồn ở miền Bắc của Việt Nam. Cái thứ hai sau khi chúng ta tìm hiểu được về nguồn gốc rồi thì chúng ta sẽ giới thiệu cho cô về nguyên liệu nguyên liệu ở đây có dễ không à rất là dễ và chúng ta có thể liệt kê được ra về nguyên liệu nhưng mà khi các bạn liệt kê ra thì đồng thời là các bạn phải những cái tiêu chí để chọn nguyên liệu ừ. chỉ ra những tiêu chí chọn nguyên liệu nào bây giờ các bạn hãy nêu cho cô một số nguyên liệu cần thiết đối với món nem ở đây nó có là thịt gì nhỉ À, thịt lợn này, rồi có gì nữa thì lợn phải tươi này, phải ngon này, hoặc là giới hạn là những cái tiêu chí này là bao nhiêu thì phù hợp, đó. Tiếp đến là, à, đồ có thể kèm cả rau này, rau thơm, gì nữa nhỉ các em? à, trứng, rồi mộc nhĩ vân 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 tùy theo khẩu vị của mỗi nhà mỗi miền để cho uh, cái nguyên liệu nó phù hợp rau thì ở đây phải tươi này uh, thơm nữa rau tươi vân 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 sạch này đấy đưa ra những cái tiêu chí trứng thì bao nhiêu quả mộc nhĩ phải lựa chọn như thế nào và cách làm mộc nhĩ ra sao đấy là về nguyên liệu sau khi mà chúng ta liệt kê được các nguyên liệu rồi thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cách làm có nghĩa là cách làm cũng như là cách thực hiện rồi bàn về cái cách thực hiện có những cái bước làm như thế nào ở đây à, đầu tiên là chúng ta phải gói nem này gói ra sao để cho nó trở nên đẹp mắt Với không bị bung ra nó vừa vặn Đấy. thứ hai là đối với khi mà dán chiên thì sử dụng lượng dầu mỡ ra sao và đối với khi mà chúng ta rán thì cần phải lật này. Cần phải cho nhỏ nhỏ lửa này thì nem nó mới có thể giòn được, nó mới chín đều được, đúng không? Và tiếp tục thì một bước không thể thiếu mà khi chúng ta ăn ăn nem thì cái điều quan trọng nhất đó chính là cái hương vị của nước chấm. Đó, hương vị của nước chấm. Tác dụng của nước chấm ở đây để làm cho món nem trở nên đậm đà hơn. Và cách làm nước chấm như thế nào, chuẩn bị những gì, chanh này, tỏi này, ớt và lượng nước mắm cách pha như thế nào để cho cái đậm đà hương vị. Và tại sao ở một số nơi khác cũng làm ra món món nem nhưng mà nó lại không đậm đà được cái hương vị bởi vì là đối với người Việt Nam thì có một cái đặc trưng và cái cách làm nem riêng à nó cuốn hút đặc biệt là đối với những người dân nước ngoài cũng rất là thích ăn cái món nem Việt của chúng ta. Sau khi chúng ta kể về uh, nguồn gốc nguyên liệu, cách làm và hương vị, cuối cùng đó chính là cái ý nghĩa nó thế nào món nem nó mang đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam cái thứ hai là khi chúng ta ở à, đối với những cái nguyên liệu này khi trộn đều đó nó còn tạo ra cái gì nữa nhỉ cái đặc tính gì nữa à nó còn làm nên cái tính đoàn kết của con người Việt Nam đó đậm đà bản sắc này tạo nên cái tính đoàn kết đấy là cái điều mà quan trọng nhất mà các bạn cần phải rút ra khi chúng ta thuyết minh về một đối tượng thì bên cạnh đó đặc biệt là đối với những cái món thực phẩm này hoặc là về trang phục truyền thống thì cái ý nghĩa ẩn sâu đó cũng rất là sâu xa. Đó như vậy là chúng ta đã lập dàn ý sơ qua về đồ món nem, cuối cùng là phần kết kết bài. Các bạn có thể nêu cảm nghĩ. Và bên cạnh đó thì cô bổ sung thêm nhé, nếu mà bạn nào muốn viết sâu sắc hơn thì các bạn có thể giới thiệu món nem của ba miền. Ví dụ như là miền Bắc thì gọi là nem. Miền Trung thì gọi là gì? Là ram. À còn miền Nam thì gọi là chả giò. Đó, nhưng mà đối với chả giò đối với miền Bắc thì nó lại khác đối với món nem, nhưng mà truyền thống nhất thì người ta vẫn gọi là món nem. À miền Trung thì gọi là ram. Đấy, lưu ý đối với các bạn là tên gọi ở mỗi vùng miền nó có sự khác nhau. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong cái đề à, lập dàn ý thuyết minh về một món ăn truyền thống của dân tộc rồi. Các bạn có thể viết cho cô thành một bài văn và yêu cầu này cũng chính là yêu cầu của bài tập về nhà cụ thể hơn bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập về nhà và cuối cùng thì để kết thúc bài học ngày hôm nay thì cô sẽ giao cho chúng ta một bài tập về nhà à đó chính là chúng ta thuyết minh về một tác phẩm đó chính là tác phẩm truyện kiều của tác giả nguyễn du và bên cạnh đó thì có thời gian thì các bạn sẽ hoàn thành thêm cho cô về à, viết bài về món nem truyền thống vừa nãy thì chúng ta đã lập dàn ý rồi. Đó. Như bây giờ là chúng ta sẽ kết thúc tiết học ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học tiếp theo.